Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại của Totoro-chan. Hôm nay chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của bộ truyện Tướng Công, mau viết hưu thư đi của tác giả Tô Hạch Nhạc, được biên dịch bởi nhóm dịch BAM Holy Land. Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc để tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, tài khoản PayPal hoặc số ví Momo. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 37. Làn gió cải cách bay đầy trời. Lại nói đến đám hạ nhân trong phủ tướng quân, sau việc Tây Uyển bị chỉnh đốn đêm qua, tất cả đều như chim sợ cành cong, sáng sớm bị gọi lại càng thấy hồn vía bay lên mây. Dù hầu hết là do các đại thần trong triều đưa tới, nhưng cũng không kìm được lo lắng. Trước kia bọn họ còn không cảm thấy sợ hãi, nhưng thiếu phu nhân ngày hôm qua thì ngay cả người của hoàng thượng cũng muốn đánh là đánh, muốn phạt là phạt. Vậy thì đám lâu nhau bọn họ chẳng phải chỉ đơn giản như một câu nói hay sao? Vì vậy, bước vào phòng, nhìn thấy Tô Đường đang nhàn hạ uống trà, cả đám vội vàng quỳ rạp xuống đất thỉnh an. Tô Đường nhìn lướt qua mọi người, đông đúc lố nhà lố nhố, đếm tới đếm lui cũng phải 6-70 người. Nàng nên nói cái gì bây giờ đây? Tô Đường thầm tính toán trong đầu, ngón tay khẽ gõ nhẹ mặt bàn. Gõ, rồi lại gõ. Nhưng nàng càng trầm mặc thì lòng mọi người càng thấy bất an. Thiếu phu nhân à, có chuyện gì thì ngài cứ nói ra đi, lại cứ treo lơ lửng thế này sợ chết mất thôi. Chờ đến khi mọi người quỳ đến đau cả đầu gối, rốt cuộc Tô Đường cũng lên tiếng. Sắc mặt nàng thản nhiên không chút gợn sóng, ánh mắt lạnh lùng, mặt thờ ơ, dáng vẻ như không để ai vào mắt. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Hôm qua nàng chỉnh đốn Tây Uyển xong, cũng coi như là giết gà dọa khỉ đi. Vậy thì hôm nay cứ tương kế tiểu kế, tiếp tục mạnh mẽ xông lên là được. Sau này dù có rời đi rồi, để lại một bản trường ca về sự mạnh mẽ hung hãn cũng không tệ lắm. Trong phủ tướng quân có rất nhiều cơ sở ngầm, người rảnh rỗi không có việc gì cũng không bị quản thúc, vậy thì cứ khai đao từ chỗ đó là được. Tô Đường hắng giọng một tiếng, chậm rãi nói. Ta và phủ tướng quân cũng đã mấy ngày, vẫn không biết hết được mọi người. Vừa vặn hôm nay đang rảnh rỗi, nên gọi các ngươi đến để gặp gỡ một lần cho biết. Phía dưới hơi cựa quậy, Tô Đường dừng lại một chút lại nói tiếp. Chuyện ở Tây Uyển hôm qua thì mọi người cũng đều biết rồi. Ta ấy mà, thích người thông minh, biết nên làm gì nên nói gì. Nếu đã vào phủ tướng quân này thì tức là người của phủ tướng quân. Làm người, nhớ tình xưa nghĩa cũ cũng là chuyện thường tình. Nhưng lại nhớ tình cũ đến quên cả thân phận hiện tại thì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng lãnh đạm nhưng lại có uy đến không thể tả nổi, kết hợp với sắc mặt thờ ơ đạm mạc kia. Chà chà, quả là một tướng quân phu nhân mạnh mẽ uy nghiêm, ngay cả hỷ thước đứng cạnh nhìn cũng líu cả lưỡi. Vừa rồi tiểu thư vẫn còn uể oải không có chút tinh thần nào, sao đột nhiên lại khí thế oai hùng thế này? Đám hạ nhân nghe vậy thì đều biến sắc. Bọn họ đều là cơ sở ngầm do các phủ các viện đưa tới, ăn cơm phủ tướng quân, tháng tháng lĩnh bổng lộc của phủ tướng quân. Nhưng lòng lại vẫn hướng về chủ nhân cũ. Ngày đêm qua thôi, cũng có không biết bao nhiêu người lén lẩn ra ngoài bẩm báo lại chuyện xảy ra tối qua. Hơn nữa, trong lòng mọi người đều biết rõ chuyện cài sự cơ sở ngầm này, chỉ không nói thẳng ra ngoài miệng mà thôi. Nhưng thiếu phu nhân lại hoàn toàn không quan tâm mà nói thẳng ra vậy. Nàng hoàn toàn không sợ đắc tội với người khác à? Đúng là quá dũng mãnh mà. Ta không cần biết các ngươi đến từ đâu, cũng không muốn biết. Về phần trước đây các ngươi đã làm những gì ta cũng sẽ bỏ qua. Nhưng mà từ ngày hôm nay trở đi, bắt đầu từ lúc ta nói những lời này, nếu như các ngươi còn có tâm tư vớ vẩn gì khác thì đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Tô Đường lạnh lùng nghiêm khắc nhìn thẳng vào mọi người. Ánh mắt này khiến đám người ở đây cảm thấy vô cùng nặng nề, không kìm được đều cúi đầu cong lưng xuống. Kết cục của mấy người ở Tây Uyển như thế nào, các ngươi cũng đã nhìn thấy. Sau này trước khi nói hay làm gì đó, thì nhớ nghĩ cho kỹ thân phận của mình. Nếu cảm thấy bối cảnh của mình không cứng cáp được như các nàng, thì an phận một chút cho ta. Tướng quân đại nhân nhà các ngươi không thèm chấp kẻ tiểu nhân, nên mới mặc kệ các ngươi tự tung tự tác. Nhưng ta đã gả tới đây rồi, thì các ngươi cẩn thận một chút cho ta. Nhìn mấy người kia im như thóc, Tô Đường lặng lặng nhấp một ngụm trà. Đòn đã tung ra rồi, nàng phải nghỉ ngơi một chút để cho bọn họ suy nghĩ kỹ, cho thật ngấm đã. Lúc này trong lòng mọi người quỳ dưới kia như đang nổi sóng, thầm suy tính.
Vị chủ nhân này cũng không dễ chơi chút nào, không sợ trời không sợ đất, khiến không ai biết làm thế nào cả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng xử lý Tây Uyển mà không cho phép ai cầu xin kia, chẳng phải đã xử lý bọn họ còn thẳng tay nhẹ nhàng hơn hay sao? Có phải bọn họ nên ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà sống trong quý phủ tướng quân không? Thật ra, sống an phận trong phủ tướng quân cũng rất tốt, chẳng phải lo nghĩ gì, bổng lộc hàng tháng lại cao, chủ nhân toàn là người dễ hầu hạ, biết tìm đâu ra nơi tốt hơn chứ. Nhưng đã bị phái tới đây nằm vùng mà lại không báo cáo gì về cả, thì hình như cũng không ổn lắm. Hay là sau này cẩn thận hơn một chút. Nhưng bọn họ lại không có bản lĩnh giấu giếm, lỡ mà bị phát hiện thì thiếu phu nhân sẽ xử nặng thế nào đây? Tô Đường thấy dừng lại đã đủ, liền đặt tách trà xuống nói tiếp: Các ngươi nên nhớ kỹ một chút, các ngươi là người của phủ tướng quân. Nếu các ngươi làm sai chuyện gì để bị phạt thì không ai cứu được các ngươi. Mà từ trước tới giờ ta vốn không phải là người nhân từ biết nương tay cho ai. Một khi phát hiện có ai dám phát tán chuyện riêng của chủ nhân với người ngoài, hoặc thầm gây chuyện khiến nhà cửa không yên, ai chả, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tất cả đều bị đánh 100 trượng. Nếu đánh xong mà vẫn còn hơi thở thì coi như các ngươi phúc lớn mạng lớn, ta sẽ đưa các ngươi đến mỏ than mà rèn luyện cơ thể. Nàng vừa nói xong những lời này, cả căn phòng đều tĩnh lặng. Đám gia đình sai vặt thì còn ổn, chỉ tái xám mặt như màu đất. Nhưng còn đám nha hoàn ma ma thì cũng có điều mờ ám trong lòng, nên đều sợ hãi đến run cả người. 100 trượng, không chết cũng tàn phế, đã đủ đáng sợ rồi. Mà chỗ mỏ than kia còn là nơi đưa trọng phạm tới, nghe nói là ngày đêm vì quản công làm gấp rút đến chết mới thôi. Nếu bị đưa tới mỏ than cũng chẳng khác nào đưa tới thẳng điện Diêm Vương. Hơn nữa, thiếu phu nhân nói rất đúng, cho dù bọn họ là cơ sở ngầm, nhưng thêm một người chẳng thấm vào đâu, mà thiếu một người cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nếu chính bọn họ có chuyện thì chủ nhân cũ chắc chắn cũng sẽ không ra mặt bảo vệ, như vậy thì chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Tô Đường hồn nhiên không thèm để ý đến sự sợ hãi của bọn họ, nói tiếp: Nhớ cho kỹ, đây là quy củ ta đặt ra hôm nay. Ta rất muốn xem ai sẽ là người đầu tiên thưởng thức mùi vị của 100 trượng kia. Ai mà dám nếm thử chứ? Mọi người cúi đầu, trong lòng đều có quyết định. Bị chủ nhân cũ mắng là đồ ăn hại chỉ là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn. Sau này vẫn cứ nên ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà làm ở trong phủ tướng quân thì hơn. Gặp phải một vị phu nhân ghê gớm thế này, chắc chủ nhân cũ cũng có thể thông cảm cho bọn họ thôi. Ra ngoài cả buổi, Tô Đường cũng mệt mỏi, thấy sắc mặt mọi người từ kinh hãi thành bất an, rồi sợ hãi, rồi lại thoải mái. Nàng hiểu rằng họ đã nghe lọt tai mấy lời này, như vậy bây giờ là đến lúc ngọt ngào rồi. Người ta nói răn đe phải nói trước, đã nói xong rồi, mọi người làm gì cũng đừng nên quá đáng. Đương nhiên, tuy rằng đa phần ta luôn là người không nói đến chữ tình, nhưng ta cũng là người biết phân biệt tốt xấu, ai làm chuyện gì lập công ra sao. Dù ta không thể nhìn thấy tận mắt, nhưng ta cũng có tai nghe. Chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực, ta ắt sẽ không bạc đãi các ngươi. Tống Thúc. Có lão nô. Tống Thúc bước lên đáp. Tô Đường nói, sau này mỗi tháng ông phải báo với ta danh sách 5 người làm việc tận tâm tận lực nhất, mỗi người phát 500 tiền coi như tiền thưởng. Nếu liên tục được thưởng trong 6 tháng thì lương hàng tháng tăng thêm 300 tiền. Tống Thúc không ngờ Tô Đường lại xuất chiêu này. Sau khi sửng sốt, ông cũng nhanh chóng có phản ứng đáp. Vâng ạ. Chiêu này quá cao tay, sao từ trước đến giờ ông lại không nghĩ tới chứ? Những người còn lại nghe thấy vậy thì mắt cũng tỏa sáng. 500 tiền không phải là con số nhỏ, phải bằng lương một tháng của bọn họ ấy chứ. Có điều danh sách đó đều do Tống Thúc chọn ra sao? Liệu ông ấy có thiên vị cho những người cũ vốn có của phủ không? Tô Đường nhìn thấu suy nghĩ của những người này, liền cười nói, ta mới về đây, đối với các ngươi mà nói thì đều là người lạ cả. Vì thế ai cũng sẽ giống nhau, chỉ cần làm thật tốt, ta không cần biết lai lịch của các ngươi là gì. Những lời này không chỉ nói cho hạ nhân nghe, mà còn nói cho cả Tống Thúc nghe nữa. Tống Thúc sao có thể không hiểu ý này, vì thế ông liền khom người kính cẩn nói, lão nô nhất định sẽ không phụ sự phó thác của thiếu phu nhân. Tô Đường khẽ gật đầu, nói tiếp, ngoài ra, nếu lập công lớn, ta còn trọng thưởng nữa. Ngày hôm qua tiểu thiếu gia ngã xuống nước, Nhi họa cô nương ở Tây Uyển đã nhảy xuống cứu, tiền tiêu vặt mỗi tháng tăng thêm 2 lượng bạc. Những người khác có cứu giúp cũng sẽ có thưởng. Chuyện này phải phiền Tống Thúc thu xếp dùng. Vâng. Còn nữa,
Tô Đường nhìn Thược Dược nói, bên cạnh ta cũng chưa có đại nha hoàn, sau này phát lương đại nha hoàn cho Thược Dược đi. Thược Dược nghe nói vậy vội vàng quỳ xuống, tạ ơn thiếu phu nhân. Những người khác nghe thấy cũng động lòng, thiếu phu nhân rất hào phóng, sau này cứ đi theo nàng là chính xác rồi. Trong khoảnh khắc, tâm trạng mọi người đều vui vẻ hơn hẳn. Tô Đường nhìn bọn họ, cười thầm trong lòng. Có điều, tuy tiền có thể lay động lòng người, nhưng nếu muốn động đến tâm thì ngoài tiền ra, cũng cần phải dựa vào tình nữa. Chẳng qua đó là chuyện sau này, hiện giờ ít nhất cũng có thể ổn định lòng người. Thấy đã chỉnh đốn ổn thỏa, mọi người đều đã tự có quyết định riêng, Tô Đường nghĩ phải làm chuyện của nàng rồi. Một tiếng hò khẽ vang lên, những tiếng nói chuyện xì xào đều im bặt. Tô Đường nhìn mà thấy rất vừa lòng. Còn một chuyện nữa, các người ở trong phủ cũng lâu rồi, bản thân thừa biết chuyện trong phủ không cần nhiều người như vậy. Nghe tới đây, sắc mặt vui mừng của mọi người đều tan biến. Thiếu phu nhân là muốn đuổi người sao? Yên tâm, từ hôm nay trở đi, các ngươi là một thành viên của phủ tướng quân ta, chắc chắn sẽ không có chuyện bị đuổi đi. Nhưng để các ngươi ngồi không dùng tới thì đúng là không phải cách tốt. Vừa hay, người nhà ta lại mới mở một tiệm điểm tâm ở kinh thành, đang cần người, nên nếu các ngươi muốn thì có thể qua đó. Nàng vừa nói điều này, biểu cảm của mọi người liền rất phức tạp, ngay cả Tống Thúc cũng không kìm được kinh ngạc. Dù nhàn rỗi ở phủ tướng quân, nhưng dù sao vẫn là người của phủ tướng quân. Lĩnh lương hàng tháng, nói ra ngoài nghe còn hay ho, nhưng nếu làm tiểu nhị cho người ta thì lại hoàn toàn khác, ai mà muốn ra ngoài chứ. Thật ra, Tô Đường hoàn toàn có thể thẳng tay chọn vài người rồi đẩy sang cho Tiểu Mạc, nhưng nàng vẫn cảm thấy làm vậy không được ổn lắm. Tiệm điểm tâm vừa khai trương, không thể để rối loạn từ bên trong được, vì thế tốt nhất là để bọn họ tự nguyện muốn đi tới đó. Vì vậy Tô Đường lại lấy kẹo ngọt ra. Tuy tới tiệm điểm tâm, nhưng người vẫn là người của phủ tướng quân, lương tháng lĩnh như cũ, cũng vẫn được hưởng tiền thưởng như vừa nói. Hơn nữa, nếu đi sang tiệm điểm tâm, thậm chí còn có thể lĩnh hoa hồng mỗi tháng, lợi nhuận càng nhiều, hoa hồng càng nhiều. Tiệm điểm tâm mới khai trương, các người tới đó sẽ thành cốt cán. Sau này học được vài ngón nghề, cũng tích góp đủ bạc, chuộc thân cho mình, lại mở cửa tiệm, thì có thể tự làm trưởng quầy rồi. Sang tiệm điểm tâm, tuy ban đầu có hơi vất vả, nhưng lợi ích sau này thì không thể nói trước được. Mọi người nên suy nghĩ cho cẩn thận. Nói xong Tô Đường lại bắt đầu thảnh thơi uống trà, ra vẻ. Ta đã chỉ cho các ngươi con đường thanh thang rộng mở, nếu các ngươi không đi, tương lai có hối hận cũng đừng trách ta. Mà rõ ràng nàng vừa nói như thế thì có rất nhiều người dao động. Chương 38. Người làm của chúng ta rất khỏe mạnh. Một gã sai vặt bạo gan hỏi, nhưng mà thiếu phu nhân, chúng ta không biết làm điểm tâm thì làm thế nào? Tô Đường cười nói, làm gì có ai biết ngay từ đầu, đến tiệm điểm tâm đương nhiên sẽ có người dạy các ngươi. Thật ra làm điểm tâm cũng rất đơn giản, không quá 3 ngày là có thể học được cơ bản rồi. Nhưng muốn học được cái tinh túy, cái cốt lõi thì vẫn phải tốn một chút thời gian và tâm huyết kha khá. Nếu quá 1 tháng mà vẫn học không ra trò trống gì thì sẽ bị đưa trở về phủ. Điều này các ngươi cần cân nhắc kỹ càng. Bây giờ nàng nói 1 tháng đưa quay về cũng là để lại đường lui cho sau này. Mọi người nghe vậy yên tâm thì yên tâm, lo lắng cũng vẫn lo lắng. Sau đó gã sai vặt bạo gan ban nãy lại đứng ra đầu tiên. Thiếu phu nhân, tiểu nhân muốn đi. Dù sao hắn cũng là người được người ta cài vào đây, bình thường vốn nhàn rỗi chẳng mong chờ được thứ béo bở gì, chi bằng đi sang điểm tâm, học được một chút ngón nghề, chưa biết chừng tương lai còn có con đường tốt. Hơn nữa, đi sang tiệm điểm tâm cũng vừa vặn cho gã một cái lý do để không báo cáo với chủ nhân cũ về tình hình trong phủ tướng quân nữa. Có người tiên phong, những người khác cũng suy nghĩ nhanh nhạy, có khát vọng, hoặc là vốn biết làm chút điểm tâm cũng đều đứng dậy. Thậm chí có một vài người vốn là người của phủ tướng quân cũng thấy động tâm vì từ chia hoa hồng đó, nên thoáng do dự dự nói muốn đi. Cuối cùng đếm lại, có tổng cộng 38 người, nhiều ngoài dự kiến của Tô Đường. Lúc trước nàng có tính sơ sơ, hiện giờ cửa tiệm hơi nhỏ, chỉ cần 20 người là đủ rồi. Trong tiệm cần một người quản lý chung, 4 tiểu nhị đón khách, một người ngồi quầy, một người quản lý đầu bếp phía sau, 2 người lo việc vặt như nhóm lửa này nọ, 5 người cán bột, 4 người nặn nhân bánh, 2 người đi chợ mua nguyên liệu, 1 người đánh xe. Hiện giờ vượt quá nhiều thế này, đương nhiên phải cắt giảm đi một chút. Vì thế Tô Đường lại phải tuyển chọn lần nữa.
Đúng lúc này, một gã sai vặt chạy vào. Thiếu phu nhân, Tống Thúc, nhà Dương Thị Lang của bộ binh đưa hai nha hoàn tới. Tống Thúc nghe vậy, mày nhíu chặt lại, hơi khó xử nhìn Tô Đường. Lần trước thiếu phu nhân nói gì ấy nhỉ? Ai đưa tới nữa thì cứ từ chối hết. Lý do là nhà tướng quân không thừa lương thực à? Nhưng mà câu này làm sao mà nói ra được chứ? Tống Thúc khó xử, Tô Đường lại trả lời rất rõ ràng. Trả về. Dạ. Gã sai vặt không ngờ thiếu phu nhân lại nói vậy, há hốc miệng không kịp phản ứng. Những người khác cũng rất nghi hoặc. Tô Đường phẩy phẩy tay nói, cứ nói là hiện giờ quý phủ ta không thiếu người, chờ lúc nào thiếu sẽ sang hỏi mượn hắn sau. Tổng thúc toát mồ hôi, có điều vẫn còn may là thiếu phu nhân chưa nói ra câu không thừa lương thực. Gã sai vặt lĩnh mệnh lùi xuống, Tô Đường lại nói với những người khác. Ta thấy trong một thời gian dài nữa, phủ tướng quân cũng không cần thêm người, nên phải làm phiền các vị vất vả rồi. Mọi người nghe vậy bỗng cảm thấy như gánh trọng trách trên người, đều lên tiếng đáp lời. Chờ chọn xong người cũng đến gần giữa trưa, Tô Đường đói đến mức bụng kêu rột rột. Nhưng nhìn thấy đám hạ nhân hoặc là vui mừng hoặc là mất mát lùi xuống, trong lòng nàng vẫn cảm thấy vui sướng. Nàng có thể cảm nhận được, hiện giờ đám hạ nhân đã không còn chia bè kết phái nữa, hoặc là bọn họ vì 500 tiền thưởng mỗi tháng, hoặc là vì tiệm điểm tâm mà cố gắng hết sức mình. Nhưng tất cả đều đầy niềm tin, vô cùng nhiệt tình. Những điều này đương nhiên khiến nàng thấy rất vui vẻ. Khi Tống Thế An về nhà, thấy ngay Tô Đường đang cười toét miệng cầm bút viết viết lách lách gì đó trong danh sách. Về rồi à, ăn chưa? Thấy hắn bước vào, Tô Đường thuận miệng hỏi. Chưa. Tống Thế An đáp rồi cởi triều phục ra, thay y phục thường. Tô Đường chợt dừng bút hơi kinh ngạc. Vì sao mấy câu đối đáp lại tự nhiên như không có gì gượng gạo thế là sao? Cứ như là vợ chồng già ấy. Nàng dùng mình một cái nói tiếp. Hoàng thượng nhà chàng thật là bùn xỉn, còn không thèm giữ lại dùng cơm nữa. Đã giữa trưa rồi còn gì? Khóe miệng Tống Thế An hơi giật giật. Thật ra hôm nay hoàng thượng có mở lời giữ hắn ở lại dùng cơm. Có điều sau khi biết hắn ăn mỗi bữa 2 bát cơm, liền vội vàng đuổi hắn về. Lý do là 2 bát cơm đủ để chấm ăn cả ngày rồi. Tống Thế An muốn thay y phục xong rồi ra dùng cơm, nhưng trong lúc đang thay y phục, bỗng soạt một tiếng, một quyển sách bìa màu vàng chợt rơi xuống trước mặt Tô Đường. Cái gì đây? Nhìn màu sắc ướt át ngoài bìa, Tô Đường hơi ngạc nhiên, cúi xuống nhặt lên. Tống Thế An bỗng biến sắc, Tô Đường mở ra, vừa liếc qua, khuôn mặt già của nàng đã đỏ ửng như lửa. Trên trang sách, chỉ nhìn thấy đôi nam nữ, hoặc là nằm trên giường gấm, hoặc là nằm giường trúc, xiêm y đều hé mở hờ hững, diễm lệ thoáng ẩn thoáng hiện. Tình sắc động lòng người, bên cạnh còn viết mấy dòng như lão hán đẩy xe, quan âm tọa tiên. Tô Đường có cảm giác tay nóng lên như lửa đốt, vội vàng ném đi mắng. Sao chàng lại có mấy thứ linh tinh này chứ? Tống Thế An nói cũng không được, mà không nói cũng không được. Vừa xấu hổ vừa khó xử, cuối cùng khuôn mặt già tuấn tú cũng đỏ bừng lên. Hắn làm sao dám nói cái này là quà đền bù của hoàng thượng vì không giữ hắn ở lại dùng cơm nên cố tình nhét cho hắn chứ. Lúc ấy, hoàng thượng dùng ánh mắt lấm lét như kẻ trộm, lén la lén nút kéo hắn sang một bên, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, nhét thẳng vào ngực áo hắn, nhỏ giọng nói. Đây là bảo bối riêng của trẫm, không dễ dàng cho người ngoài xem đâu đấy. Tiểu Tống, ngươi cũng không phải là người ngoài, nên trẫm mới cho ngươi mượn xem một chút, ngươi phải nghiên cứu cho kỹ. Nghiên cứu cho kỹ đấy. Mà sau khi hắn lật ra xem biết rõ đó là cái gì, lập tức vội vàng trả lại. Ai ngờ hoàng thượng lại trừng mắt. Tiểu Tống, người muốn kháng chỉ sao? Vì thế hắn đành phải cẩn cẩn thận thận mang về đây. Vốn định quay về thư phòng sẽ giấu hẳn đi, ai mà ngờ vừa sơ ý một cái lại bị rơi ra ngoài, hơn nữa còn rơi ngay trước mặt người phụ nữ này. Nhìn ánh mắt khinh thường chán ghét của Tô Đường, Tống Thế An thận chỉ biết nhìn trời chứ không biết nói gì. Tô Đường nhìn Tống Thế An đầy vẻ khinh bỉ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm. Không ngờ, đúng là không ngờ đấy, ra vẻ nghiêm túc đàng hoàng, mặt người dạ thú. Tống Thế An thật sự không nhịn được nữa. Cái này là hoàng thượng cố tình nhét cho ta. Hắn đã bị cô nàng này khinh thường nhiều rồi, giờ còn thêm vết nhơ này nữa chẳng phải sẽ bị khinh bỉ đến chết hay sao? Tô Đường căn bản không hề tin. Hừ, lại còn dám làm không dám nhận. Nói xong, nàng ôm giấy mút vội vàng chạy ra ngoài, đến cửa còn không quên quay đầu lại nói thêm một câu. Chà,
mặt người dã thú. Vào khoảnh khắc này, Tống Thế An thật sự vô cùng muốn biến thành cầm thú, vô cùng vô cùng vô cùng muốn. Mà khi Tô Đường vừa bước ra cửa, lại gặp ngay một người đang đi tới. Người kia mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc, tay cầm hộp cơm, cũng không đi cùng nha hoàn, chỉ đi một mình lả lướt, tha thướt trên hành lang. Ở hai bên hành lang, hoa nở rực rỡ, ánh mặt trời lấp lánh, cảnh sắc này nhìn rất tươi đẹp. Nhìn Trần Lê, Tô Đường cảm thấy tuy nàng ấy không xinh đẹp như ba mỹ nhân còn lại, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác rất tinh khôi sạch sẽ. Cô tìm ta à? Tô Đường không lòng vòng nhiều hỏi thẳng nàng ấy. Vâng, Trần Lê khẽ gật đầu. Vừa rồi ta có làm mấy món điểm tâm nên mang tới cho ngài. Tô Đường nhướng mày. Chà, vô duyên vô cớ lại đưa đồ ăn cho nàng làm gì? Nghĩ vậy nhưng cũng không tiện từ chối, đành phải mời nàng ấy vào phòng. Trần Lê không ngờ Tống Thế An cũng ở trong phòng. Vừa nhìn thấy hắn, nàng ấy bỗng hơi mất tự nhiên, vội tránh sang một bên cúi đầu nói: Tướng quân. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng ấy thanh tú nhẹ nhàng, Tống Thế An thầm nghi hoặc, đây là ai? Bình thường hắn cũng chưa từng gặp. Tô Đường thấy hắn có vẻ nghi hoặc, liền lườm một cái. Đây là Như Họa cô nương ở Tây Uyển đã cứu Tuyên Tử đấy. À, tên cũ của nàng ấy là Trần Lê. Tống Thế An khẽ gật đầu, thoáng có chút ấn tượng. Hai người đi tới bên bàn, Trần Lê mở nắp hộp ra, mấy món điểm tâm xinh xắn lập tức xuất hiện. Mùi thơm bay vào mũi, mùi hương này không chỉ là mùi thơm ngọt của điểm tâm, mà còn thoáng có mùi hương hoa cỏ, thậm chí còn có cả mùi thảo dược nữa. Tô Đường không cầm lòng được, cầm lên một miếng ăn thử. Vừa vào đến miệng, miếng bánh đã lập tức hòa tan, vị ngọt dịu dàng lan tràn, y như dòng suối mát len lỏi trong khoang miệng. Chà, ăn ngon thật đấy! Tô Đường kinh ngạc, cái này làm bằng gì vậy? Này, quên, tướng công, mau lại đây nếm thử xem đi. Tống Thế An thấy nàng vừa mở miệng gọi là mặt lạnh, khiến hắn vô cùng xấu hổ. Có điều tuy hắn đói thật, nhưng cũng không ăn mấy thứ dành cho phụ nữ với trẻ con này, liền nói câu cáo từ rồi đi thẳng ra ngoài. Trước đồ ăn ngon, Tô Đường cũng không rảnh đáp lại hắn, chỉ kéo Trần Lê hỏi, mấy món này đều là do cô làm sao? Vâng. Thấy nàng không bận tâm vai vế mà kéo tay mình, Trần Lê cười khẽ, chỉ là muốn dìu qua mắt thợ thôi ạ. Đâu có, cô làm ăn ngon hơn nhiều mà. Nhưng cô dùng nguyên liệu gì để làm vậy? Ta ăn cũng vẫn chưa nhận ra. Vị thanh mát này là gì nhỉ? Là cốt bạc hà. Dã lấy nước lá bạc hà tươi, trộn với mật ong rồi trộn với bột chín, viên tròn lại là xong. Có thể thanh nhiệt, nhẹ đầu. Vậy cái kia? Tô Đường lại cầm một miếng bánh vuông màu trắng có hạch đào và nho khô bên trên, hỏi. Đây là bánh phục linh. Phơi khô phục linh, bào ra thành bột rồi trộn với bột mì, hấp chín lên, có thể làm mát gan bổ thận an thần. Tô Đường hỏi từng cái một, Trần Lê đều nói hết tên gọi, cách làm và công dụng ra, khiến nàng trợn mắt há hốc mồm, cảm giác như gặp được cao nhân. Trước đây nàng chỉ làm đủ các loại điểm tâm với mùi vị khác nhau, nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc thêm thảo dược gì đó vào. Hôm nay ăn thử mới thấy hai thứ lại có thể hòa hợp với nhau, còn rất ngon nữa, làm cho nàng cảm thấy mình đúng là tài hèn sức mọn. Chỉ là hai chữ điểm tâm, nhưng lại thiên biến vạn hóa, chỉ là một môn học quá cao thâm. Đang lúc tấm tắc, Tô Đường lại chợt nhớ ra hỏi, cô tới không chỉ đơn giản là đưa đồ ăn cho ta phải không? Trần Lê ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tô Đường, một lúc lâu sau mới nói, khẩn cầu thiếu phu nhân cử ta đến tiệm điểm tâm. Tô Đường ngẩn người, nếu không phải vì ánh mắt Trần Lê quá kiên định thì nàng còn cho rằng mình nghe lầm. Đám hạ nhân sang tiệm điểm tâm còn tiểu nhị còn được, chứ dù gì nàng ấy cũng xuất thân từ tú nữ, thân phận này nọ cũng không dễ đánh đồng với nhà hoàn được. Nàng ấy đòi ra điểm tâm là sao? Thấy nàng không đồng ý, Trần Lê lại nói tiếp, trước đây ta có theo bà ngoại học nghề y, cũng học làm điểm tâm với mẫu thân. Đột nhiên có một ngày nghĩ tới chuyện dung hợp hai người vào, làm ra mấy món mời bà ngoại và mẫu thân dùng thử. Hai người đều rất thích. Bà ngoại ta còn có ý muốn mở tiệm điểm tâm, nhưng sau đó vì trong cung tuyển tú nên không thể làm được. Sau khi vào cung, Trần Lê cũng nghĩ đến việc làm một vài món cho cung nhân thưởng thức, nhưng dù sao cũng không tiện như trước, cho nên đành bỏ cuộc. Rồi tới phủ tướng quân này, từng ngày trôi qua cũng rất tẻ nhạt, không có cơ hội thể hiện nữa, cảm thấy rất đáng tiếc. Hôm nay vừa nghe thấy chuyện phu nhân mở tiệm điểm tâm, Trần Lê bất tài, cả gan đến tự đề cử mình.
Nghe nàng ấy trịnh trọng nói xong mấy câu này, Tô Đường thấy tiểu cô nương này đúng là khác hẳn với người thường, thật sự cũng có phần giống mình. Có điều, Tô Đường nheo mắt cười, tiệm điểm tâm là do tiểu nhị cũ của ta mở, không phải của ta. Trần Lê nghe thấy vậy không nói gì, chỉ cười khẽ, đôi con người trong veo như có ý muốn nói, ta biết hết rồi. Ánh mắt nàng ấy khiến Tô Đường cảm thấy mất tự nhiên, cười nói, chuyện đó cô nhận ra sao? Trần Lê cười tươi, sao cô biết? Tô Đường tò mò hỏi. Trần Lê nghĩ một chút rồi đáp, lòng của phu nhân ở phủ tướng quân, nhưng cũng lại không ở phủ tướng quân. Tô Đường ngượng ngùng, đừng có nói hàm hồ như thế chứ. Trần Lê nói thẳng, ngài là một người không an phận. Tô Đường thực sự muốn cào tường, nàng đi hỏi nàng ấy làm cái gì chứ? Nhưng mà cô thật sự muốn qua đó sao? Tô Đường vẫn không yên lòng. Trong phủ tướng quân, cô vẫn coi như là một người chủ nhân. Chờ ta đi, à, chờ sau này chưa biết chừng cô lại được sủng ái. Cô thông minh như vậy, tướng quân mà thích cô thì chưa biết chừng sau này. Trần Lê không có suy nghĩ, không an phận. Trần Lê quỳ xuống ngắt lời, mặt rất chân thành. Phu thê tướng quân và phu nhân, tình sâu nghĩa nặng rõ như ban ngày, Trần Lê không muốn chen chân vào. Hơn nữa dù tướng quân rất tốt, nhưng cũng không phải là người trong lòng của Trần Lê ta. Lúc trước ta còn nghĩ đến chuyện an phận sống trong phủ cho đến già. Nếu không phải gặp được phu nhân ngài, thì Trần Lê cũng không dám nói ra những lời này. Nàng ấy vừa dứt lời, mọi người đều im lặng. Mọi người ở đây chính là Tô Đường cùng với Hỷ Thước, Thược Dược đang hầu hạ bên cạnh. Cũng là chính Tống Thế An vừa dùng xong cơm quay trở lại. Còn có cả Phó Tướng Lưu Xuân ở ngoài cửa nữa. Thược Dược trợn trừng mắt. Thì ra, vị như họa cô nương vốn luôn lặng lẽ an phận này, không ngờ lại là người kín đáo không để lộ chính mình. Hỷ Thước kinh ngạc. Vì sao ta cứ như là nhìn thấy tiểu thư thế này, nàng ấy thật là mạnh mẽ. Tô Đường đen mặt. Vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, ta và mặt lạnh tình sâu nghĩa nặng, lại còn rõ như ban ngày sao? Mọi người mù hết cả rồi à? Tống Thế An mặt lạnh, cưới một người vợ mà ngày nào cũng ầm ĩ đòi bị bỏ, thị thiếp được sắp xếp trong phủ còn nói mình không phải người trong lòng. Mấy người này coi mình là cái gì chứ? Lưu Xuân lại nghĩ, vị cô nương này nhìn rất quen. À, hình như là người mà ngày đó mình cứu từ dưới hồ lên, không biết nàng có thể trả lại ta chiếc áo choàng kia không? Đó là chiếc áo mà ta thích nhất. Chương 39. Người phụ nữ này rất giảo hoạt. Nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa, Trần Lê biến sắc, vội mím môi không dám nói gì nữa. Tô Đường bình tĩnh trở lại, nhìn sắc mặt của Tống Thế An. Nàng lập tức cười như hoa nở. Chàng nhìn xem. Nhìn kìa, nhìn đi. Bị chê kìa, bị ruồng rẫy kìa. Ma ha ha. Vừa thấy Tô Đường cười đắc ý như vậy, Tống Thế An hiểu ngay nàng đang nghĩ gì, vì thế mặt lại đen thêm ba phần, đi thẳng vào trong phòng cầm thứ gì đó rồi quay người bước ra. Lưu Xuân thấy tướng quân đi rồi cũng vội vàng đi theo, nhưng vẫn lưu luyến quay đầu lại, ánh mắt như muốn nói, ôi cô nương, nhớ trả áo cho ta nhé. Bắt gặp ánh mắt nóng rực của vị phó tướng kia, mặt Trần Lê cũng nổi lên hai áng mây hồng. Chợt nhớ chuyện hôm qua hắn cởi xiêm y khoác lên cơ thể ướt sũng của mình, trong lòng nàng ấy lại nảy sinh chút cảm xúc gì đó rất kỳ quái. Nàng ấy tự cảm thấy ngượng ngùng, vì thế liền cúi đầu không dám nhìn Lưu phó tướng đi một bước quay đầu ba lần kia nữa. Nhìn hai người như vậy, Tô Đường lại nhớ tới màn anh hùng cứu mỹ nhân của Lưu phó tướng hôm qua, không khỏi nheo đôi mắt già lại. Chờ bọn họ đi xa rồi, nàng mới kéo Trần Lê ngồi xuống, giơ ngón tay cái nói, lợi hại. Mấy lời đó mà cô cũng dám nói. Là Trần Lê lỗ mãng ạ. Trần Lê cúi đầu nói. Tô Đường ghé sát vào nàng ấy, mặn đầy vẻ gian tà. Vậy cô nói nhỏ cho ta biết, người trong lòng cô là ai? Trần Lê vội vàng xua tay. Không có, không có. Ta chỉ nói như vậy thôi. Trong lòng ta cũng không có ai hết. Vậy sao? Mặt Tô Đường lộ ra vẻ mất mát, nhíu mày lắc đầu nói. Vậy thì cũng khó. Nha hoàn sai vặt đi tới tiệm điểm tâm thì không có gì, lão thái thái miễn cưỡng cũng coi như đồng ý. Nhưng mà muốn để cho một người xuất thân từ tú nữ như cô tới đó, cho dù ta có đồng ý, chỉ e tướng quân cũng sẽ không đồng ý, lão thái thái lại càng không. Cô thấy đấy, ta cũng không dám quang minh chính đại ra ngoài, toàn phải kiếm đủ thứ ngụy trang giấu giếm. Phải rồi, chuyện này còn phiền cô phải giữ bí mật giúp ta nữa chứ. Ha ha, hơn nữa ta còn phải
Có thứ để ngụy trang được, chứ cô thì chẳng có lý do gì cả. Ta vốn còn tính rằng nếu trong lòng cô vừa ý ai đó, thì ta sẽ mượn gió bẻ măng, giúp cô đạt được nguyện vọng, tác thành hôn sự cho cô. Đến lúc đó, cô gả đi làm vợ người ta, cũng thành người tự do, muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng bây giờ, chà. Nói xong, Tô Đường lại ra vẻ khó xử, ai oán thở dài, tỏ vẻ không biết phải làm sao. Ánh mắt Trần Lê ảm đạm hẳn. Thật ra trước khi tới đây, nàng ấy cũng biết chuyện muốn tới tiệm điểm tâm cũng không dễ dàng gì. Chẳng qua vì nàng ấy thấy thiếu phu nhân là người lợi hại, chưa biết chừng còn có thể có cách nào đó, nên cũng mang tâm trạng thử vận may để tới đây. Nhưng hiện giờ, đúng, cách thì có, nhưng có điều cũng khó mà làm được. Nàng biết đi đâu tìm người thương bây giờ? Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể tiếp tục ngây ngây ngẩn ngẩn mà sống trong phủ tướng quân cả đời hay sao? Đang mải suy nghĩ, nàng ấy lại bất chợt nhớ tới vị phó tướng kia. Tô Đường thấy nói như vậy mà vẫn không thể thăm dò được người thương của Trần Lê là ai, trong lòng cũng cảm thấy hơi thất vọng. Có điều nhìn dáng vẻ chán nản của nàng ấy, nàng cũng thầm nghĩ, có lẽ trong lòng nàng ấy thật sự không có ai. Vừa rồi chẳng qua là do mình tự suy đoán thôi, nên lại nói tiếp, không sao, bây giờ chưa có cũng không có nghĩa là sau này không có. Chờ bao giờ cô có thì cứ báo cho ta một tiếng, ta ra mặt chủ trì thay cho cô. Bảo đảm xong, Tô Đường lại hơi bất an. Có vẻ như nàng nên hỏi ý mặt lạnh trước thì phải, cứ tùy tùy tiện tiện giải quyết thế này cũng được sao? Mà ta còn có một câu hỏi nữa, sao cô lại cảm thấy tướng quân không phải là người trong lòng mình? Cô nhìn chàng ấy kìa, dáng vẻ rất tuấn tú, lại còn là tướng quân uy phong biết bao. Còn con người à? Tuy bình thường hay làm mặt lạnh, thoạt nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng cũng là người phân rõ, phải trái. Nếu cô từ từ nói chuyện với chàng, thì nhất định cũng có thể dỗ dành chàng thành người dễ bảo. Hơn nữa, tâm địa chàng không xấu, lúc nào mà quan tâm lên thì cũng rất dịu dàng. À, từ từ đã, ta đang nói cái gì thế này? Mặt lạnh mà có nhiều ưu điểm như vậy sao? Nhìn thấy Tô Đường đột nhiên dừng lại, sắc mặt có vẻ rối rắm, Trần Lê mỉm cười. Tướng quân đương nhiên tất tốt, nhưng cũng chỉ tốt với phu nhân ngài thôi. Hả? Tô Đường kinh ngạc quay đầu. Trần Lê lại nói tiếp. Trong mắt chúng ta, tướng quân cao cao tại thượng không thể mơ tưởng, thậm chí còn có chút không nể nang ai. Bình thường ngay cả liếc cũng không thèm liếc nhìn chúng ta lấy một cái, chứ đừng nói gì đến chuyện dịu dàng quan tâm. Tất cả mọi chuyện ngài vừa nói, tướng quân chỉ dành cho một mình ngài thôi. Tô Đường há hốc mồm. Nói vậy tức là... Mặt lạnh chỉ nghe nàng nói, chỉ xoa bụng cho mình hay sao? Ôi thôi, đừng nên nghĩ mấy chuyện này thì hơn. Tô Đường chuyển đề tài. À, ngày mai ta sẽ đưa mấy người kia tới tiệm điểm tâm, cô có muốn đi cùng ta không? Tuy tạm thời vẫn chưa thể để nàng ấy đến tiệm điểm tâm được, nhưng ít ra cũng có thể để nàng ấy ra ngoài đi dạo một chút. Trong phủ tướng quân đúng là buồn đến hỏng người. Trần Lê nghe thấy vậy thì mắt sáng rực lên. Buổi tối hôm đó, ba người lại ngủ cùng nhau. Vì ngày mai sẽ được ra ngoài chơi, nên Tuyên Tử hưng phấn đến hơn nửa đêm mới ngủ. Chơi thằng bé ngủ rồi, bụng Tô Đường lại bắt đầu đau. Ôi thôi được rồi, thật ra đêm nay cũng không đau đớn gì lắm. Có điều, nhớ lại mấy lời Trần Lê nói lúc trưa, nàng lại thầm muốn thử xem liệu mặt lạnh còn có thể dịu dàng như vậy, quan tâm như vậy với nàng không. Sau khi nghe nàng khe khẽ kêu được 2 tiếng, quả nhiên Tống Thế An lại bế Tuyền Tử vào trong, kéo nàng lại gần, tiếp tục đưa bàn tay to ra xoa xoa cho nàng. Hắn vừa xoa vừa hỏi, chuyện đó của nàng mất bao lâu? Tô Đường nghĩ nghĩ một chút, ra vẻ không chắc chắn lắm nói, à, đại khái khoảng 10 ngày nửa tháng gì đó. Tống Thế An đen mặt, phụ nữ thật phiền phức. Thấy mặt hắn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng tay cũng không ngừng lại, Tô Đường cười thầm không thôi, chợt nhớ ra chuyện gì đó. Nàng lại chọc chọc vào cánh tay hắn nói, này, nói cho chàng nghe chuyện này. Tống Thế An vừa nghe thấy vậy, thần kinh như rung lên. Hắn phát hiện ra, mỗi lần mà người phụ nữ này mặt mày hớn hở nói, muốn nói chuyện với hắn thì nhất định là không có chuyện gì tốt. Ví dụ như đưa Tuyền Tử ra ngoài chơi, ví dụ như mượn người của hắn. Tuy lúc ấy, nàng đều dùng vẻ mặt trí công vô tư đường đường chính chính nói chuyện, còn thành thật khiến người ta hoàn toàn đồng tình. Nhưng sau đó nghĩ lại thì rõ ràng đều là có tính toán riêng. Hắn từng gặp biết bao nhiêu kẻ địch, nhưng chưa có ai giả hoạt như người phụ nữ này. Tống Thế An giữ vững cảnh giới, muốn tỉnh táo để nhìn xem nàng còn có thể tính toán những gì. Tô Đường hồn nhiên không phát hiện ra, chỉ nói với ngón tay, hôm nay ấy mà. Chàng cũng nghe thấy rồi đấy.
Trần Lê người ta cũng không nhìn chúng chàng. Thấy mặt Tống Thế An xa sầm xuống, nàng lại vội vàng nói tiếp. Ôi sao, ta thấy cũng hơi quá đáng. Dù sao chàng cũng là đại tướng quân mà. Tuy không phải là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng gì, nhưng ít ra cũng ra hình ra dáng. Hay thật đấy. Tống Thế An lại nhớ ngay cái câu mặt người dạ thú với ra vẻ nghiêm túc đàng hoàng. Chàng nghĩ mà xem, dù nàng ấy có suy nghĩ như vậy nhưng cứ để trong lòng là được rồi, nói ra làm gì chứ? À, hóa ra chỉ cần không nói ra, còn thầm nghĩ thì vẫn được à? Tống Thế An hừ mạnh một tiếng. Tô Đường vội cười cầu hòa. Có điều ấy mà, nếu nàng ấy đã nói ra rồi, thì không phải chúng ta cũng nên quan tâm một chút tâm tư tình cảm của người ta hay sao? Hay là chàng sủng hạnh nàng ấy đi, cho nàng ấy một danh phận. Nếu không cứ giữ tình trạng lập lờ thế này, trong lòng nàng ấy cũng không thoải mái. Tha rằng thẳng tay biến nàng ấy thành người của chàng đi, nàng ấy cũng sẽ chấp nhận chàng thôi, không phải sao? Tống Thế An nhào mắt, sắc mặt rất phức tạp, nhìn nàng một lúc lâu đến mức khiến Tô Đường cảm thấy mất tự nhiên, mới chậm rãi nói, biến thành người của ta thì sẽ chấp nhận ta sao? Đúng thế. Tô Đường gật gật đầu liên tục. Hiện giờ trái tim nàng ấy không thuộc về ai, nên mới nghĩ này nghĩ nọ. Nếu thực sự thành người của chàng rồi, đương nhiên sẽ an phận thôi. Nếu không, để đến một ngày nào đó nàng ấy lại lầm đường lỡ bước thì chết, chàng không ngại đội nón xanh, chứ ta còn ngại không muốn nhìn ấy. Tống Thế An không thèm để ý đến vế sau vừa nói vừa ba hoa của nàng, chỉ trầm giọng lại hỏi, vậy vì sao nàng đã là người của ta rồi mà vẫn không chịu chấp nhận ta? Hả? Tô Đường chớp chớp mắt không đáp. Vì sao tự dưng nàng lại có cảm giác tự bê đá đập vào chân mình vậy nhỉ? Một lúc lâu sau, nàng mới dặn ra một câu. Vì ta cũng có ước vọng riêng. Lưỡng tình tương duyệt sao? Tống Thế An hỏi rất nghiêm túc. Tô Đường lườm hắn một cái. Tình hình đêm nay có vẻ hơi kỳ quá nhỉ? Ngủ thôi, mau đi ngủ thôi. Cũng muộn rồi, mau đi ngủ thôi. Nàng cười gượng gạo, rồi vội vàng quay lưng về phía hắn. Nhưng rõ ràng là Tống Thế An không định rút binh dễ dàng như vậy. Hắn hơi dùng sức, xoay cái eo nhỏ xinh của Tô Đường để nàng đối mặt với mình. Nàng đã muốn lưỡng tình tương duyệt, vì sao còn muốn ta sủng hạnh người con gái khác? Đôi con người của người đàn ông ấy đen láy mà kiên định, giọng nói bình thản mà chân thành, sắc mặt nghiêm túc. Mà, à, hơi đen lại. Tô Đường bị hắn nhìn chằm chằm đến mức suýt thì quên cả hô hấp, chỉ cảm thấy trái tim mình cứ đập loạn lên từng nhịp thỉnh thịch. Nàng không kịp hiểu ra sao cả. Chuyện đó, lưỡng tình tương duyệt cái gì chứ? Ta chỉ thuận miệng nói bừa mà thôi. Tô Đường càng nói càng bất an, vì sắc mặt Tống Thế An càng lúc càng tệ. Tống Thế An không kiềm chế được nữa, lật người đặt nàng ở bên dưới thân mình. Vậy rốt cuộc nàng muốn gì? Tô Đường càng luống cuống hơn. Này, chàng định làm gì thế? Thời điểm đặc biệt không thể làm vậy được nhá. Tống Thế An suýt nữa thì úp cả mặt xuống giường, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ này trong đầu. Có điều bị nàng nhắc đến như vậy, cảm nhận được hương thơm ngọt ngào bên dưới thân mình, thứ gì đó cũng thật sự muốn ngóc đầu dậy. Có điều, 10 ngày nửa tháng đấy. Mặt Tống Thế An đầy vẻ ai oán. Thôi được rồi, tạm nhịn nửa tháng đi vậy. Chờ đến khi Tống Thế An quay người ngủ, một lúc lâu sau, trái tim đang rối loạn của Tô Đường mới dần trở lại bình thường. Sau chuỗi hết mọi chuyện vừa rồi vào, nàng không khỏi kỳ quái. Mặt lạnh nói như vậy có phải là muốn nói rằng hắn sẵn lòng lưỡng tình tương duyệt với mình không? Nhìn biểu hiện gần đây của hắn, quả thật hình như cũng có ý đó. Ít nhất cũng không lạnh lùng cứng đầu như lúc trước nữa. Nhưng mà thật sự thì hôm nay, khi hắn nói đến dùng hạnh Trần Lê, cũng là chỉ muốn thử mà thôi. Nàng vốn chỉ muốn xem phản ứng của mặt lạnh thế nào, có phải giống như lời Trần Lê đã nói rằng hắn chỉ tốt với một mình nàng hay không mà thôi. Nhưng vì sao càng lúc lại càng không khống chế được nữa? Tuy mặt lạnh cũng thể hiện ra hắn không muốn dùng hạnh Trần Lê đúng như mình mong muốn, nhưng cục diện này lại hoàn toàn không nằm trong lòng bàn tay nàng. Rõ ràng nàng là phe gây chiến, vậy mà bị đối phương ép hỏi đến mức hỗn loạn không ra làm sao, phải hoảng hốt tháo chạy. Thật đúng là vô cùng mất mặt. Hơn nữa nàng vẫn còn chuyện quan trọng chưa nói mà. Nghĩ vậy Tô Đường lại chọc chọc vào lưng hắn. Này, tỉnh dậy đi, ta còn chưa nói hết mà. Tống Thế An quay lại, trầm mặc không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm. Đột nhiên lúc này, hắn rất muốn phản bác câu nói lúc trước của Tuyên Tử. Người phụ nữ này đâu chỉ hơi lắm điều đâu,
mà thực sự là vô cùng lắm điều. Tô Đường cười gượng một cái. Chàng thấy đấy, Trần Lê người ta không có ý gì với chàng, chàng cũng không có ý gì với nàng ấy. Mà một cô nương như hoa như ngọc như vậy, cứ ở mãi trong quý phủ mình cũng phí đời hoa. Chỉ bằng tìm cho nàng ấy một vị phu quân tâm đầu ý hợp có được không? Trần Lê là một cô gái rất có chính kiến. Nếu đã không muốn đi theo mặt lạnh, vậy thì tìm mùa xuân khác cho nàng ấy cũng được. Tống Thiệu An thoáng nhíu mày. Nàng có ý gì? Sao hả? Không nỡ bỏ sao? Tô Đường nhướng mày trêu. Tống Thế An không nói gì. Thật ra hắn thì chẳng sao. Hắn chỉ ước đẩy được mấy cô gái đó đi thật xa, đến nơi mà hắn không bao giờ nhìn thấy thì càng tốt. Nhưng những người này là do hoàng thượng ban cho, sao có thể muốn tìm cho nàng ấy người khác thì tin được. Đây chẳng phải là cho mấy lão già kia một cái cớ để buộc tội hắn bất kính với hoàng ân hay sao? Sau khi hiểu được băn khoăn của Tống Thế An, Tô Đường hừ một cái khinh thường. Thế thì đã sao? Muốn buộc tội thì cứ để lão buộc tội đi, cũng đâu có mất của chàng lạm thịt nào. Hơn nữa người ta là chàng có tình, thiếp có ý, ta cũng chỉ giúp người ta đạt được ý nguyện mà thôi. Chỉ cần nói rõ ràng ra như vậy thì ta nghĩ hoàng thượng cũng sẽ chẳng làm gì chàng đâu. Hơn nữa nếu chàng thật sự khó xử, cứ nói rằng mình cưới phải người phụ nữ ghen tuông, thấy Trần Lê trẻ hơn nàng, xinh đẹp hơn nàng, nên cả ngày chỉ đắm chìm trong hũ giấm chua, rảnh rỗi lại kiếm chuyện gây sự. Chàng không chịu nổi vì sự bình yên của gia đình nên mới phất tay bàn người cho người khác. Nói xong, Tô Đường lại cảm thán. Ôi chà, sao ta lại cảm thấy mình cao thượng hy sinh vì việc nghĩa thế nhỉ? Toàn bộ sự chú ý của Tống Thế An đều dồn vào mấy chữ cưới phải người phụ nữ ghen tuông, nên không khỏi nhau mắt nhìn Tô Đường chằm chằm. Hắn rất muốn nhìn xem rốt cuộc đang nói mấy câu này là đùa hay thật lòng. Nếu là thật lòng thì hắn cũng không ngại ban thưởng Trần Lê kia cho người khác. Tô Đường vẫn tự mình nói tiếp. Thuộc hạ của chàng có tên tiểu tử nào trẻ tuổi mà tài mạo song toàn không? Có thì nhớ để ý một chút nhé. Giờ còn muốn hắn thành ông mai nữa à? Tìm đàn ông cho người phụ nữ của mình là thế nào đây? Ta thấy vị phó tướng của chàng cũng không tồi đâu. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có thể thất gì chưa? Tô Đường lập tức rèn sắt khi còn nóng. Tống Thế An nghẹn họng nửa ngày mới đáp được một câu. Khoảng chừng 20 gì đó, hình như chưa cưới vợ. Tô Đường bất mãn. Khoảng chừng, hình như là một tướng quân mà chàng chẳng quan tâm đến cấp dưới như thế à? Ngày mai chàng hỏi thăm cặn kẽ cho ta. Đây là chuyện trung thân đại sự của người ta đấy. Vì sao người phụ nữ này càng lúc càng biết cách sai khiến người khác vậy? Mà càng lúc lại càng sai người ta hùng hồn hơn nữa chứ? Có điều, cũng phải xem Trần Lê có vừa ý người ta không mới được. Tô Đường làm nhà mãi, cuối cùng Tống Thế An không nhịn được nữa, cũng đành ừ một tiếng xem như đồng ý. Vì thế Tô Đường lại nở nụ cười gian xảo như thực hiện được âm mưu của mình. Đối phó với mặt lạnh, nhất định phải chiếm thế chủ động, liên tục xuất chiêu, không để cho hắn có thời gian suy nghĩ. Thương lượng gì gì đó, chẳng qua chỉ là dỗ dành chơi vậy thôi. Mà khi Tống Thế An bình tĩnh lại, nhìn khóe miệng cô gái này vẫn còn nở nụ cười đắc ý, hắn lại cảm thấy mình bị gài bẫy một lần nữa. Ngày hôm sau, trong thư phòng, Lưu Xuân bị tướng quân nhìn chằm chằm trong khoảng non nửa tách trà, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Tướng quân, có phải ta làm sai chuyện gì không? Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Cưới vợ chưa? Dạ. Sao đột nhiên tướng quân lại hỏi chuyện này? Năm nay ta vừa tròn 20, chưa cưới vợ. Có điều hai ngày trước, đường thẩm có nói muốn giới thiệu một vị cô nương cho ta. Bảo đường thẩm nhà ngươi đừng giới thiệu. Tống Thế An lạnh lùng nói. Dạ. Lưu Xuân kinh ngạc. Tống Thế An liếc mắt nhìn hắn ta, cúi đầu không nói. Những lời sau thì có đánh chết hắn cũng không nói thành lời được. Thấy tướng quân không nói gì, Lưu Xuân không hiểu ra sao, cuối cùng đành phải dặn ra một tiếng. Vâng. Chương 40. Hoa đào khắp thành đều nở rộ. Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, Tuyên Tử rất hưng phấn, Trần Lê rất hưng phấn, đám nhà hoàn sai vặt sắp được xuất môn cũng rất hưng phấn, mà người hưng phấn nhất chính là Tô Đường. Tiệm điểm tâm Tô Ký, chúng ta đến đây! Những người có liên quan đều lần lượt lên xe ngựa, từng nhóm dần dần đi về phía tiệm điểm tâm. Ngay khi nhóm Tô Đường chuẩn bị xuất phát, thì Lưu Xuân lại vào phủ, nhìn thấy Trần Lê đứng ở đằng xa, hắn ta nhớ nhung trước xiêm y của mình. Ánh mắt lại trở nên nóng bỏng, ra sức dùng mắt truyền thông điệp, dáng vẻ như muốn tiến lại gần nhưng mà không dám, lại như muốn nói điều gì đó. Trần Lê thấy vậy đương nhiên là mặt mũi đỏ bừng, cúi đầu y như đóa sen thẹn thùng, giấu mình xuống nước vậy.
Hình ảnh này lọt vào mắt Tô Đường lại khiến nàng thầm ngẫm nghĩ một phen, cuối cùng hô to một tiếng: "Lưu phó tướng, người lại đây." "Chủ mẫu có lệnh." Lưu Xuân lập tức vui vẻ chạy tới, ánh mặt trời chiếu vào mặt khiến hắn ta có vẻ tràn đầy sức sống, tươi trẻ đến khó tả. "Phu nhân, ngài gọi ta à?" Thật ra gọi hắn ta lại đây cũng là do Tô Đường nhất thời hứng chí mà thôi, chứ cũng chẳng có việc gì. Có điều, chờ khi hắn ta bước tới trước mặt, đầu nàng chợt lóe ra, nói: "Ta bỏ quên mấy thứ, ngươi trông Tuyên tử giúp ta." Nói rồi nàng quay người chạy đi. Cho hai người các ngươi cơ hội ở bên nhau đó. Tuyên tử đang chơi cửu liên hoàn, ngẩng đầu lên không hiểu gì nhìn mọi người. "Có chuyện gì liên quan tới cháu ạ?" Nhìn chủ mẫu rời đi, lại nhìn Tuyên tử tiếp tục cúi đầu chơi, rồi nhìn sang Trần Lê đứng bên cạnh cúi đầu không nói. Lưu Xuân mấp máy môi, nhưng vẫn ngại nói ra miệng. Vì thế lúc thì nhìn trời, lúc lại nhìn đất. Thỉnh thoảng liếc Trần Lê, tay chân luống cuống hết cả lên. Cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, mặt Trần Lê càng đỏ hơn, đầu cúi thấp nữa. Cuối cùng không biết nhớ ra điều gì, nàng ta lấy hết dũng cảm, nói: "Chuyện hôm đó, cảm ơn ngài." "Hả? À, ha, ha, không có gì đâu." Lưu Xuân gãi đầu cười gượng. Hắn ta vốn ít giao thiệp với phụ nữ nên cảm thấy rất mất tự nhiên. Có điều, bây giờ mà không nhắc tới chuyện xiêm y thì e sau này cũng không có cơ hội tốt như vậy nữa. Hắn ta ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Xiêm y của cô rất đẹp." Hỏi thẳng chuyện y phục thì ngại lắm, nên uyển chuyển dạo trước đón sau một chút thì hơn. Nhắc tới y phục, chắc nàng ấy cũng nghĩ ra chứ. Trần Lê lại không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng là hắn ta không tìm được chủ đề gì để nói cho nên mới nói xa nói gần, lên đỏ mặt đáp: "Ngài quá khen." Ta... Lưu Xuân thấy nàng ấy không nghĩ tới, cũng hơi luống cuống. Ta thấy màu sắc y phục của ta cũng rất hợp với cô. Đã nói là y phục của ta rồi, cô cũng phải nhớ ra chứ. Mặt Trần Lê đã đỏ rực như cả chua chín. Hắn ta muốn ám chỉ gì sao? Lưu Xuân thấy nói đến mức này mà nàng ấy vẫn không phản ứng gì, thật sự rất sốt ruột, liền muốn nói thẳng cho xong. Chuyện đó, chừng nào thì cô... Nói đến đây hắn ta dừng ngay, vì Hỷ Thước vừa đi nhà xí trở lại. Hỷ Thước cũng khá thân thuộc với vị Lưu phó tướng chất phác này. "Ơ, ngài đứng đây làm gì thế?" "Phu nhân bảo ta trông Tuyên tử." Lưu Xuân đáp. Hỷ Thước nghi hoặc hỏi: "Trần cô nương ở đây rồi, sao lại phải ngờ ngài trông?" Lưu Xuân chớp chớp mắt: "Ta cũng có biết đâu." Tim Trần Lê đập thịch một cái. Thiếu phu nhân làm thế này là... Hỷ Thước vừa tới lập tức nói liến thoáng không ngừng. Lưu Xuân thấy không còn cơ hội mở lời nữa, liền nói vài ba câu rồi cáo từ. Trong lòng đương nhiên vẫn ngứa ngáy, ánh mắt nhìn Trần Lê vẫn nóng bỏng như cũ. Trần Lê lại thầm nghĩ một câu mà hắn ta chưa kịp nói xong kia: "Chừng nào thì..." "Chừng nào thì cái gì? Hắn ta muốn hỏi chừng nào thì làm gì đây?" Vì vậy suốt cả đường đi, nàng ấy đều ngẫm nghĩ không yên. Tô Đường ghi hết vào trong mắt, trong bụng lại cười thầm, còn nói là trong lòng không có ai nữa chứ, phải tìm cơ hội bàn bạc mới được. Đến nơi, Trần Lê và Tuyên Tử không tiện xuống dưới nên ở lại trên xe ngựa. Tô Đường nhanh nhẹn xuống xe, sau đó đi thẳng vào nơi mà Tiểu Mạc đã chọn làm nơi chế biến điểm tâm. Đó là một đại viện lớn, trước sau có khoảng 8 gian phòng, sạch sẽ rộng rãi. Những nơi vốn trống trải giờ đã bày đầy than đá củi lửa, nồi niêu lồng hấp. Một góc khác lại chất đầy các bao gạo, bột, đậu, đủ thứ chất thành từng đống. Bên cạnh thậm chí còn có cả một chiếc cối xay đá nữa. Thấy Tiểu Mạc chỉ huy mọi người sửa soạn đâu ra đấy, Tô Đường cũng thấy vui thầm. Mà Tiểu Mạc nhìn thấy mấy người được đưa đến đều là những người nhanh nhẹn chịu khó, trong lòng cũng rất cao hứng. Sau khi thấy bọn họ đều học hỏi cách làm, hắn ta liền đi tới, nói với Tô Đường: "Tiểu thư, người có muốn vào tiệm xem thử không? Để có mua một vài thứ, nhưng không biết người có vừa ý hay không nữa. Còn nữa, vị triển đại nhân cũng nói có chuyện quan trọng muốn tìm người." "Triển Dịch Chi à? Hắn tìm mình có chuyện gì?" Tô Đường nhíu mày nghĩ một chút rồi đồng ý. Trong xe ngựa, Trần Lê nhìn chằm chằm tình hình khí thế ở bên ngoài không chớp mắt. Tuyên Tử cũng dựa vào cửa sổ xem hết. Hai người nhìn Tô Đường lên xe, trong mắt đều có sự bất bình và khát vọng. Bọn họ cũng rất muốn xuống đi dạo mà.
Đương nhiên là Tô Đường không đồng ý. Vì thế, đến hẻm Tứ Quý, nàng lại tiếp tục bỏ qua ánh mắt ai oán của hai người, tàn nhẫn ném họ lại trên xe ngựa, còn mình thì thay y phục nam giới rồi bước xuống. Cửa tiệm vốn trống tuếch, giờ lại được bày biện trang trí chỉnh tề. Mấy chiếc bàn mới tinh, cùng với món đồ trang trí, hoặc là hơi mang phong cách cổ xưa, hoặc là hơi mới mẻ rất thú vị. Trong đó có một vài món theo ý Tô Đường, đương nhiên cũng có một vài thứ là do Tiểu Mạc tự quyết. Nhưng nhìn tổng thể thì cửa tiệm vừa sạch sẽ lại vừa lịch sự, gọn gàng mà trang nhã, mộc mạc nhưng lại ẩn chứa chút nền thơ trữ tình. Hơn phân nửa là nhờ công của mấy bức tranh chữ trên tường kia. Tiểu Mạc đã sai người đi mời Triển Dịch Chi, Tô Đường tranh thủ lúc chờ đợi để ngắm nghía cách bày biện trong tiệm. Đúng là càng ngắm càng vừa lòng, mà nàng biết được tất cả mọi thứ này chỉ mua chưa tới 300 lượng, thì nàng lại luôn mồm tán thưởng Tiểu Mạc. Nếu đổi lại là nàng, thì ít ra cũng phải dùng thêm vài chục lượng nữa. Tiểu Mạc, đệ đúng là trợ thủ đắc lực trong việc mở cửa tiệm, là một tay cử khôi trong việc quản gia. Nói tới đây, Tô Đường lại chợt nhớ ra một chuyện, thấy Hỷ Thước đi về phía hậu viện. Nàng nhỏ giọng hỏi, đệ thành thật nói cho ta nghe xem, có phải đệ có ý đồ với Hỷ Thước nhà ta không? Dạ. Tiểu Mạc vừa nghe vậy liền biến sắc, sau đó cúi đầu nhăn nhó. Tiểu thư, đệ... Thấy hắn ta phản ứng như vậy, Tô Đường biết ngay mình đoán không sai, không khỏi cười nói. Đệ ngại ngùng cái gì chứ? Đây là chuyện bình thường mà. Để lát nữa ta thử nói với Hỷ Thước xem. Hai người cũng đã 15 rồi, đến tuổi thành gia lập thất rồi đấy. Đừng mà! Tiểu Mạc vội từ chối. Sao thế? Tô Đường kinh ngạc. Tiểu Mạc cúi đầu nói. Đệ... Hỷ Thước sẽ chê đệ. Đệ nói cái gì thế? Đệ chỉ là một thằng ăn mày. Hừ. Tô Đường gõ mạnh vào đầu hắn ta một cái. Trước đây đệ là ăn mày, bây giờ có phải thế nữa không? Ngày xưa có câu anh hùng không kể xuất thân, hiện giờ đệ cũng là ông chủ nhỏ rồi, còn nói mấy lời này mà không sợ người ta cười cho sao? Thấy Tiểu Mạc im lặng, Tô Đường lại nói, nếu đệ cảm thấy mình chỉ là tên ăn mày thì vĩnh viễn đệ chỉ là tên ăn mày. Người khác không coi thường đệ thì đệ đã tự coi thường mình trước rồi. Tô Đường còn muốn nói nữa, nhưng thấy Triển Dịch Chi mặt mày hớn hở đi tới, liền nhỏ giọng nói, đệ thôi nghĩ lung tung cho ta, nếu đệ còn muốn ở bên cạnh ta thì cư xử cho giống người đàn ông vào, lấy ngày Hỷ Thước về đi. Nói xong nàng đứng dậy đi về phía Triển Dịch Chi, để Tiểu Mạc lại ngồi suy nghĩ. Hôm nay Triển Dịch Chi mặc một chiếc trường bào màu đỏ, mang thắt lưng đen như mực có khảm ngọc, nên nhìn hắn càng cao giáo, rắn giỏi, mặt như quan như ngọc. Thấy Tô Đường mặc xiêm y màu đen, hắn không khỏi nhíu mày. Hình như gặp ba lần, hắn đều mặc bộ y phục này. Chẳng lẽ hắn may nhiều bộ cùng một màu thế à? Có điều, hắn cũng chỉ nghi ngờ trong chớp mắt, lại nhanh chóng tươi cười nói, Tô Huynh, đã lâu không gặp, nhớ Huynh quá đi mất. Tô Đường nhếch khóe môi, cười gượng đáp, cũng nhớ thật, nhớ thật. Không biết Triển Đại Nhân cần tìm ta là có chuyện gì? Ôi, sao lại gọi là Triển Đại Nhân chứ? Khách sáo quá, sau này cứ gọi ta là Dịch Chi là được rồi. Nói xong, hắn rất thân mật kéo tay Tô Đường đi về phía bàn, y như mình vẫn còn là chủ nhân của nơi này vậy. Mà màn hành động đột ngột này của hắn cũng khiến Tô Đường giật nảy mình, Tiểu Mạc thì trợn mắt há hốc mồm. Đúng lúc này, Hỷ Thước hét ầm lên, buông tay ra. Nói xong, một bóng người vội vàng lao tới, hất tay Triển Dịch Chi ra, sau đó kéo Tô Đường ra xa. Triển Dịch Chi mơ hồ nhìn Hỷ Thước đang trợn mắt nhìn mình. Tiểu nha hoàn này kích động như thế làm gì? Vì sao lần nào gặp mình cô ta cũng đều tỏ vẻ thù địch như thế chứ? Tô Đường muốn giải thích một chút, nhưng thực sự không nghĩ ra lý do gì, vì thế đành cười gượng. Lại đây, ngồi xuống nói chuyện. Nói xong, nàng trừng mắt lườm Hỷ Thước một cái. Ai ngờ, Hỷ Thước còn trừng mắt nhìn nàng hung dữ hơn. Tô Đường cảm thấy da đầu tê dần dần, liếc nhìn Tiểu Mạc, trong lòng thầm tính phải nhanh chóng mà gả nhà đầu này đi thôi. Triển Dịch Chi vẫn chưa hiểu ra sao, có điều cảm nhận được sự ấm áp mềm mại còn sót lại trên tay, hắn lại cười nói, tay Tô Huynh mềm thật đấy. Câu nói này khiến mắt Hỷ Thước trừng lên như sắp rơi ra ngoài. Á, lại còn dám sàm sỡ tiểu thư nhà cô, còn dám nói ra nữa à? Mềm cái đầu nhà ngươi, mại cái đầu nhà ngươi, ngươi cứ làm như vừa sờ đậu hũ ấy mà mềm với mại. Tô Đường thật sự xấu hổ, nên bàn chuyện chính đi, ta còn vội về nữa. Ồ, Tô Huynh rất gấp sao? Hay là thế này đi, ta đưa Huynh về, vừa đi vừa nói chuyện luôn.
Nói rồi Triển Dịch Truy đứng bật dậy, định đi ngay. Đô Đường nhăn nhó, vội gọi hắn lại. Không 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 không, cứ ngồi đây nói đi. À, nếu vậy thì ta nói ngắn gọn thôi, không vòng vèo nữa. Tô huynh, ta muốn hùn vốn với huynh, không biết huynh có đồng ý không? Hả? Tô Đường giật mình, chớp mắt hỏi. Vì sao? Triển Dịch Chi nghiêm trang nói. Làm người phải tự biết mình biết ta. Ta biết rõ bản thân mình không có khiếu kinh doanh, làm đâu mất đó. Còn Tô huynh thì sao? Vừa nhìn đã biết ngay là người giỏi kinh doanh. Vì thế ta muốn mượn tay Tô huynh kiếm chút bạc tiêu xài thôi. Kế hoạch của ta là thế này. Sau này ta sẽ không nhận tiền thuê nhà hàng năm nữa, mặt khác còn có thể đầu tư thêm một chút. Đương nhiên, con số cụ thể thì chờ Tô huynh đồng ý chúng ta sẽ bàn sau. Tóm lại ta xuất tiền, còn Tô huynh vẫn là chủ của cửa tiệm này. Kinh doanh hay quản lý thế nào là quyền của huynh, ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Huynh thấy thế nào? Nghe hắn nói xong, Tô Đường hơi kinh ngạc. Sao huynh lại tin ta như vậy? Tuy nàng cũng biết quả thật mình có khiếu kinh doanh, nhưng nói gì thì nói, Triển đại nhân này cũng chỉ mới có duyên gặp mình được 3 lần, sao hắn lại tín nhiệm nàng như vậy chứ? Lỡ như đây là cái bẫy ai đó bày ra để hại hắn thì sao? Lỡ như suốt cả năm chỉ lỗ chứ không lãi thì thế nào? Triển Dịch Chi cười lộ hàm răng trắng đều răm thắp. Tục ngữ có câu, một lần lạ, hai lần quen, 3 lần sẽ thành người nhà. Ta với Tô huynh gặp nhau 3 lần, đương nhiên đã là người nhà rồi. Tô Đường ngại ngùng, thực tình là ta chưa nghe thấy câu tục ngữ này bao giờ đâu. À, tục ngữ còn nói tướng mạo là do tâm sinh ra. Ta thấy Tô huynh có vầng trán cao rộng, giữa hai lông mày đầy vẻ khí khái và thông minh. Hơn nữa, đôi mắt lại trong veo không chút tạp niệm, có thể thấy được huynh là người có trái tim rất sáng. Triển mỗ hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, quen biết bao nhiêu người, nhưng chưa từng nhìn nhầm ai. À, trừ một người, có điều người kia là của hiếm của lạ trăm năm mới có một, quá quỷ dị, nên tạm thời cũng không cần nhắc tới. Không biết nhớ ra chuyện cũ khổ sở gì, nụ cười của Triển Dịch Chi hơi méo mó, nhưng hắn lại nhanh chóng nghiêm mặt nói. Vì thế ta có cơ sở để tin rằng Tô huynh là người có thể tin được. Đấy mà là cơ sở gì chứ? Tô Đường ôm chán. Vì sao nàng cứ cảm thấy lời nói hùng hồn của vị Triển đại nhân này vớ va vớ vẩn thế nào vậy chứ? Hơn nữa, hắn cũng dùng nhiều câu tục ngữ có câu quá đấy. Không biết năm nay Triển đại nhân bao nhiêu tuổi? Dung mạo của hắn thuộc dạng không đoán được tuổi. Hơn nữa, cách nói năng và phong cách làm việc của hắn cũng khiến người ta không dễ đoán. Triển Dịch Chi nghe vậy liền cười ha ha. Ta tuổi gà, năm nay 21 tuổi, chưa cưới vợ. Có điều, sáng nay ra cửa có một thầy tướng số nói, năm nay ta có sao Hồng Loan chiếu mệnh, sẽ gặp đúng người định mệnh, vì thế nên ta vẫn đang chờ đây. Mà nói ra cũng thấy kỳ lạ, ta đây cũng tính là công tử tuấn tú. Vậy mà sống hơn 20 năm nay chưa từng nở bông hoa đào nào, đúng là khiến lòng người đau thương đến trào nước mắt. Tô Đường thấy hắn càng nói càng xa liền không biết phải nói gì. Vì sao ta chỉ hỏi tuổi huynh mà huynh nói lung tung nhiều thế làm gì? Nhưng mà Tô Đường ngắt lời. Huynh thật sự muốn hùn vốn với ta sao? Đương nhiên. Vừa rồi còn ra vẻ đau lòng muốn chết, thoáng một cái đã ra vẻ mặt nghiêm túc thật lòng. Vậy được rồi, chúng ta ký kết một năm trước, tiền thuê nhà miễn hết. Tạm thời ta cũng không cần lấy bạc của huynh, mỗi tháng huynh có thể hưởng 2 phần lợi nhuận, sao hả? Trước đây ở Bình Thành, lợi nhuận mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ 100 lượng, đến đây dù không vượt được nhiều thì cũng phải gấp đôi. Như vậy một năm hắn sẽ nhận được 480 lượng, so với 360 lượng tiền thuê nhà thì nhiều hơn hẳn 120 lượng. Tuy Tô Đường không nỡ bỏ số tiền kia, nhưng cái gì cần chi thì vẫn phải chi. Dù sao ở ngã ba đằng kia cũng còn cái tiệm Vinh Ký kia nữa. Dù ông chủ Vinh Ký chỉ là phường giá áo túi cơm, nhưng rõ ràng không phải người lương thiện, sau lưng còn có chỗ dựa vững chắc nữa. Nếu một ngày nào đó đến gây sự với mình thì không ổn. Vì vậy, nàng cũng phải nhanh nhanh mà tìm chỗ dựa cho mình mới được. Tuy vị tiểu Triển đại nhân này chỉ là quan thất phẩm, nhưng mặt lạnh đã nói rồi. Hắn là do hoàng thượng đích thân phong tặng, ắt hẳn cũng không tầm thường. Bây giờ người ta tới tận cửa nói muốn hùn vốn với mình, nếu nàng mà từ chối thì đúng là ngu hết chỗ nói. Vì vậy, Tô Đường thẳng thắn đồng ý, cũng nói điều kiện luôn. Nàng chỉ có thể chia 2 phần lợi nhuận, vì trong điếm có tiểu mạc, còn có cả một đám nhà hoàn sai vặt nữa. Nếu chia quá nhiều thì tiệm này không có cách nào mà quay vòng vốn. Triển Dịch Chi không quan trọng 2 phần hay 3 phần, chỉ cần có thể được nhập bọn là hắn đã thấy mỹ mãn rồi. Như vậy, ít nhất ông cụ nhà hắn cũng sẽ không nói hắn du thủ du thực, thiếu hiểu biết, thiếu năng lực nữa. Đương nhiên,
Có thu nhập riêng rồi, hắn cũng không cần phải lo đến chuyện sau này tiêu hết luôn tiền bổng lộc từ đầu tháng, rồi cả tháng rỗng túi nữa. Hắn nghĩ rất đơn giản, vị Tô huynh này không giống người xấu. Hơn nữa, dù hắn có là người xấu, thì dù gì mình cũng là mệnh quan triều đình, hắn cũng sẽ không dám giở trò gì đâu. Hơn nữa, hắn chỉ cung cấp cửa tiệm, người ta lo việc còn hắn ngồi không nhận tiền, quá lãi đi ấy chứ. Nếu sau này kinh doanh kém quá, thì cũng coi như là buôn bán bị lỗ thôi mà. Triển đại nhân người ta cũng rất tin tưởng đấy chứ. Cuối cùng, hai người bàn bạc thêm chút nữa, rồi lại lập hiệp ước, ký tên đóng dấu, coi như từ nay về sau bắt đầu hợp tác vui vẻ. Tất nhiên, ở phần ký tên vẫn là do Tiểu Mạc đứng tên. Điều này khiến Triển Dịch Chi rất nghi hoặc. Lúc trước qua vài câu chuyện với Tiểu Mạc, hắn đã biết vị Tô huynh này mới thật sự là ông chủ mà. Tô Đường giải thích. À, nhà ta quản lý rất nghiêm, không cho kinh doanh, nên ta giao phó hoàn toàn cho tâm phúc của mình lo liệu. Triển Dịch Chi nghe thấy vậy, cái hiểu cái không, khẽ gật đầu, rồi lại thở dài. Trong nhà của mỗi thanh niên có triển vọng, đều có một người già bảo thủ gan dở. Tô Đường gật đầu liên tục, nói quá đúng, mặt lạnh đúng là người già bảo thủ gan dở. Triển Dịch Chi nói tiếp, tên của họ là Phụ Thân.